Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình đang đứng trên một ngọn đồi, nhìn xuống đồng bằng. Dưới kia là nhà cửa, phía xa kia là nhà cửa rất là nhiều. Hôm nay mình trúng mánh hay sao, gặp được nhiều gốc bonsai. Nói chung là cũng thứ mà đối với mình là rất là đẹp đó. Bây giờ mình đang đứng trên một con dưới dốc đá. Nơi này này, đây là dốc đá này. Và cái gốc mà mình phát hiện hôm nay là gốc bằng lăng. Nó bằng lăng, nói chung là đây là một kiệt tác đẹp. Đây để mình quay kỹ cho mọi người xem. Lấy bằng lăng, đây là gốc bằng lăng nha. Cái bằng lăng này, đây là bắt đầu mùa mưa. Bắt đầu mùa mưa thì gần bắt đầu rồi. Những chồi non của nó cũng bắt đầu ra nè. Rất là nhiều chồi non. Cái gốc bằng lăng, đây là gốc này là gốc lòng mức. Đây, chồi non ở đây. Chắc một người nào đó người ta đã phát nên gốc này nó nằm ngay cái rẫy của người ta đó, ngay vườn này người ta đã chặt đi, chặt bỏ các nhánh đi. Nhưng mà nó vẫn còn sống. Cái lòng mức này nó mọc gần một cục đá. Cái lòng mức này mà ghè đem về mà ghép mai chiếu trấn thủy là mai chiếu thủy là y bài luôn á. Ta quay sang các góc bằng lăng nha. Trời ơi, bữa giờ mà tìm thấy góc ưng ý như thế này. Để quay kỹ cho mọi người xem. Đây là tàn ở đây, nhánh ở đây, nhánh nó ở đây luôn và nó đang bắt đầu ra hoa này. Gốc này cũng lâu năm lắm rồi, thân hình nó bị hầm hố gồ ghề kinh này. Nó bắt đầu ra lọc non rồi mọi người. Đây là lọc non đó, lên tàn này. Cái này tới mùa nó ra hoa rất là đẹp nha. Hai cây nằm chỗ, cây bằng lăng, cây lòng mức. Trứng mánh này là mất đây. Mất thì nó không đẹp như cái bằng lăng. Chủ yếu mình ghép mai chiến thủy vô chơi là ok lắm. Phía kia, phía trước này cũng có rất là nhiều gốc để mình qua đi mình xem nữa. Là cây quýt rừng này nó không được đẹp xấu á, nên nơi này chủ yếu là nơi này
cái bạc này như quýt rừng cũng hơi nhiều. Đường rất là khó đi nha mọi người, nó hơi lắc. Đây. Gốc này mới ra chồi non, cây này cái gì chẳng biết, chung được không được đẹp. Đây cây bằng lăng. Đây có một gốc bằng lăng này, mọc trên đá luôn. Mọc trên đá kiểu này nó là khó đào, cái rễ lăng sâu rồi đó. Đây nữa, khu này như bằng lăng hơi nhiều. Mạnh nó xấu, rất là xấu. Đây chúng ta đi chỗ khác. Đây, lòng mất của bằng lăng. Để chạy đi kiếm cái góc nào mà đến đỉnh nè. Góc nào cực chắc à. Đây, cây bùm sụm này cũng là cây quýt rừng. Bây giờ mình đang đi xuống dốc. Có được rồi. Bây giờ kiếm được cái góc bằng lăng với là góc lòng mất chỉ được hai góc đó thôi. Ra đi lên quanh mãi mà chẳng thấy. Mình đi xuống thôi.